quê hương Thân Trật đổi mới, hội nhập và phát triển. Thân Trật là một xã thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc Bắc Trung Độ, gồm có 8 thôn. Tiền Phong, Quyết Thắng chuyên làm về nông nghiệp, Thân Hải, Thân Xuân và Thân Dân đánh bắt cá xa bờ. Thân Vinh, Quyết Thắng, Thân Vinh, Thân Khê làm về tiểu thủ công nghiệp, buôn bán dịch vụ, và Đá Nhảy làm về du lịch dịch vụ. Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xã Thân Trạch hiện nay là xã đứng đầu của tỉnh Quảng Bình về phong trào đi nước ngoài xuất khẩu lao động, du học ở các nước trên thế giới: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Canada, các thị trường Đài Loan, rồi Dubai, Italia, Áo, vâng, rất nhiều. Nhờ con em đi ra nước ngoài, hiện nay dân số của xã Thân Trật vào khoảng 1,7 vạn dân, tức là 17.000 dân. Thu nhập đầu người của xã hiện nay cũng rất cao. Hàng năm thì con em với hơn 4.000 người đang ở hầu hết các nước trên thế giới. Lượng ngoại tệ gửi về ở đây mỗi năm từ 30 đến 50 triệu đô la, tức là tầm đâu đó 700 tỷ cho đến 1.000 tỷ. Và diện mạo của quê hương cũng đổi thay từ đây. 80% là nhà lầu. Đây là chợ Thân Hà với kinh phí xây dựng 26 tỷ đồng. Đây là đường quốc lộ 1A đi qua xã Thân Trật, kéo dài từ cầu Thân Ba đi xuống đèo Lý Hòa tầm 5 km. Thân Trật là cái cửa đổ ra của cảng dân, cho nên có cảng dân rất nổi tiếng, có âu thuyền, nên hàng năm thì cái lượng tàu bè vào đây với hàng ngàn phương tiện. Thân Trật cũng là quê hương của bãi biển Đá Nhảy xinh đẹp. Và ngài Thích Minh Tuệ đã về với thôn Tiền Phong tại xóm Lòi trong chuyến vi hành khổ hạnh đầu đà Bắc Nam của mình, để cầu chúc cho quê hương Thân Trật ngày càng phát triển, ngày càng đi lên và trở thành một cái điểm hấp dẫn, một cái sự trù phú sầm uất phát triển cho quê hương. Ngài đã mang được cái phúc, cái lộc tới cho con em ở quê hương xã Thân Trật, và những người dân ở đây hết sức là mến khách, dựng những cái lều trại cho đoàn tu hành của chúng ta có một cái đêm A Di Đà Phật tại nghĩa địa xóm Lòi, thôn Tiền Phong, xã Thân Trật, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.